like what you say. I could give you all the lắm rồi, nãy cũng chờ chúng tôi chờ này cô này. Em mới đi quay. Cô gái bận mà. Từ nãy đến giờ là mới vừa tập xong cái màn của Trương Thanh Long với Giao Linh thôi đó. Thì là bây giờ màn của anh xong được mới có 50% thôi, thì cần cái sự xuất hiện của em nữa thì chút xíu mình tập. Nha. Chờ em chút mì tí đã nhá. Đúng rồi, hoàn hảo đây là. Không quên nhiệm vụ điệu. Là chị Xuân Lan đang tập cho nhà thiết kế Trương Thanh Long và Giao Linh đúng không ạ? Thì vừa mới xong phần hai người đó hoàn hảo thôi, còn phần của em tại vì anh đợi em cũng đi quay phim về đó, thì chút xíu là mình sẽ quay lại thêm một lần nữa. Mà em thích làm người mẫu hay diễn viên hơn vậy? Thật ra thì bây giờ em đang phát triển cái sự nghiệp và diễn xuất với cả ca sĩ thì ca hát. Nhưng mà thực ra thì em có bao giờ em quên đâu. Em đã từng là người mẫu rồi, cho nên là bây giờ mình vẫn làm những công việc liên quan đến thời trang như là chụp hình này. Thế là có ai mời làm với đét thôi bình thường. Nhưng mà thiệt sự cái phim em đóng mà thiệt sự, mà nếu mà nhìn cho kỹ thì nó cũng dính líu thời trang chứ bộ. Dạ vâng. Tất cả những vai diễn của em thì nó rất là mang tính chất thời trang cao. Em thật là đa tài. Cái lần đấy là em diễn thời trang là lần cuối cùng trong phim Scandal đấy. Thì là cũng như là nếu mà là lâu lắm rồi là anh là sao yeah. Nhưng mà anh yên tâm đi, em sẽ cố gắng đó, nhờ coi phim đó, anh mê quá hớp hồn anh. Tao chúc mừng mày. Tông mi trải xong chưa? Xong rồi. Đẹp. Xong lanh chưa? Xong lanh. Và năm nay đây là năm thứ nhì rồi, thì gần như Khánh không còn lý do để có thể lý giải được cái sự non nớt của mình. Và Khánh phải chứng minh cho tất cả những tín đồ thời trang cũng như những người luôn luôn yêu thương Khánh và theo dõi Khánh trong một năm qua, thấy được sự trưởng thành và làm mới mình. Và Khánh hy vọng ở Đẹp Fashion Show đêm 24 và đêm 25, Khánh có thể chứng minh được điều này cũng như có thể đem lại cho quý vị những phút giây thư giãn. Thời điểm này thì nhóm người mẫu cũng như là nhóm dàn dựng sân khấu ai ai cũng đang gấp rút chuẩn bị hoàn thành cho phần công việc của mình. Và ngay bây giờ thì Maya sẽ dẫn các bạn đến thăm không khí làm việc của những ngày cận kề show. Xuân Lan, hôm nay chị rất là đẹp. Em cũng vậy, em đẹp hơn chị nhiều. Cảm ơn chị, hai chị em mình cứ khen nhau như thế chắc là cũng đủ rồi. Và bây giờ thì em muốn hỏi chị cảm thấy thế nào khi mà lần này lại tiếp tục được ekip Đẹp Fashion Show tin tưởng và giao cho chị cái nhiệm vụ này? Thật ra cũng đây là một cái niềm vinh hạnh của Xuân Lan, là tại vì Đẹp Fashion Show rất là tin tưởng. Và mỗi lần đồng hành cùng với Đẹp Fashion Show là một cái cảm xúc khác nhau. Mỗi cái trải nghiệm càng ngày càng khó khăn hơn, những cái thử thách của Đẹp Fashion Show đưa ra thì càng ngày càng khó giải quyết hơn và phải tập trung rất là nhiều tâm huyết mới đáp ứng được tất cả những yêu cầu càng ngày càng khó của ekip. Tuy nhiên cái chương trình này lần đầu tiên Đẹp Fashion Show làm 2 đêm với 2 concept khác nhau và với khối lượng người mẫu rất là nhiều, với những bộ sưu tập rất là công phu của các nhà thiết kế. Số 2 là Kiều Ngân, số 3 là Dương Thanh, số 4 Phạm Anh Thư, số 5 Nguyễn Ngân. Và có thể nói là chia ra 2 đêm diễn như thế thì Đẹp Fashion Show đã rất là cung cấp đầy đủ cho khán giả rồi đúng không ạ? Thế còn mẹ rất tò mò rằng là với khối lượng công việc như thế thì năm nay chị có quá nghiêm khắc đối với các người mẫu giống như các năm trước không ạ? Thực ra thì cái nghiêm khắc đó là cái cách làm việc của tôi, tại vì tôi nghĩ rằng khi mình tập trung làm cái gì đó và mình phải có một cái kỷ luật nhất định
thì tất cả những cái công việc mà những cái áp lực về thời gian, về cái khối lượng công việc nó dồn, thì là khi chúng ta nghiêm khắc, chúng ta tập trung hết mình vào cho công việc thì công việc nó mới diễn ra một cách suôn sẻ và nhanh nhất có thể. Tại vì chúng tôi cần rất nhiều thời gian để dành cho những cái việc chỉnh chu của toàn bộ chương trình, và chúng tôi muốn luôn luôn muốn rằng chương trình này là chương trình hoàn hảo nhất trong khả năng chúng tôi có thể làm được. Thế nên chúng ta phải tiết kiệm thời gian cho nhau, người mẫu phải tiết kiệm thời gian cho ekip và ekip cũng phải tiết kiệm thời gian cho người mẫu. Đó là sự tôn trọng qua lại. Thế nên cái việc làm việc nghiêm khắc không phải là do cái tính tôi cố ý bắt bẻ người mẫu hay làm khó người mẫu, nhưng mà chắc là Maya cũng làm việc với lại tôi rồi thì cũng biết rằng khi tôi làm nghiêm khắc như vậy là tôi tiết kiệm thời gian cho các bạn và tôi muốn các bạn đẹp hơn, hoàn thiện hơn trong phần biểu diễn của mình. Dạ vâng, quả thật đúng chính xác là như thế, và em xin chúc cho chị Xuân Lan sẽ luôn luôn là một cái vị trí đứng đầu và để hướng dẫn các em cho thật là tốt và hoàn thành công việc của mình. Dù có mệt mỏi và căng thẳng đến đâu thì Maya và ekip Đẹp Fashion Show cũng sẽ luôn luôn cố gắng để cống hiến hết mình cho quý vị khán giả có được những màn trình diễn thời trang đẹp nhất, ấn tượng nhất, và mong rằng các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ cho Maya và ekip Đẹp Fashion Show nhé.